Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video để giới thiệu các bạn về YoungMath. YoungMath là viết tắt của Material. Material là một công cụ dùng để quản lý kho công trình xây dựng hoặc là kho tổng kho công ty. Phần một nhỏ là các tính năng, hai là hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các tính năng của YoungMath. Đầu tiên YoungMath nó có các tính năng chính như sau. Một là có chức năng báo cáo vật tư từng tháng. Thứ hai là nó sẽ cập nhật hệ thống vật tư mới cho kho công trình. Thứ ba là tổng kết tồn kho xuất nhập cho cuối kỳ hoặc cuối tháng hoặc là bất kỳ lúc nào. Đầu tiên mình sẽ đi vào nội dung chi tiết, đó là hướng dẫn sử dụng. Thì sau khi chúng ta đã cài đặt và có license của chương trình YoungMath 2017 thì như mình trên màn hình đã có YoungMath 2017 và mình kích đúp vào để mở chương trình lên thì nó sẽ hiện ra giao diện gồm có các chức năng chính nhé: báo cáo vật tư từng tháng, tổng kết tồn, điều chỉnh hệ thống mã vật tư. Ở đây mình sẽ chọn báo cáo vật tư trước. Rồi. Trên màn hình nó có một cái menu, trong đó nó có một cái menu là dân báo cáo vật tư. Bạn hãy kích vào nút new để bạn tạo mới và chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Rồi, mình sẽ lưu vào desktop. Ví dụ thế. Xong. Sau đó, chúng ta sẽ nhập thông tin chung, ví dụ như là tên công trình, hạng mục, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Hạng mục, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Ví dụ. Sau đó các đơn vị sử dụng tính, đơn vị tính thì cái này các bạn phải bổ sung thêm. Bởi vì cái đơn vị tính này mình nghĩ cũng tương đối đầy đủ rồi, nhưng mà có thể công trình của mình dùng một số cái đơn vị tính nó khác thì các bạn bổ sung thêm vô, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ qua bên mục xuất nhập vật tư này, chúng ta sẽ làm. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhập vật tư, số thứ tự, số chứng từ, ngày tháng, vân vân. Thì mã vật tư, các bạn kích vào mã vật tư, bạn kích chuột phải và nó hiện lên cái form. Ví dụ, bây giờ mình sẽ nhập vào là áo, đúng không? Áo mã của nó là chữ A. Cái hệ thống mã vật tư này các bạn đừng lo, tí nữa phần mã vật tư mình sẽ nói, được chưa? Rồi mình sẽ chọn áo, ví dụ áo công nhân dài tay, áo kỹ thuật kaki vân vân, ví dụ áo công nhân dài tay, mình chọn cái này. Rồi số chứng từ thiếu nhập 1246, ngày nhập ví dụ như thế, đơn vị tính là cái ha, số lượng 205, bấm enter. Rồi sẽ nhập vào tiếp. Bây giờ nếu các bạn không cần thích nhập form nữa, cũng cái lượng áo như thế này nhưng mà cái phiếu là phiếu khác, ví dụ như vậy, thì các bạn chỉ cần chọn vào Excel này ha, rồi mà copy xuống được Ctrl D này xuống, đúng không, sửa lại cái phiếu, ví dụ như 1247 đúng này, số lượng 200 cái, ví dụ thế. Rồi tiếp đến khi bạn chọn cái mã vật tư khác, ví dụ như bây giờ mình không nhập áo dài tay nữa, nhập sắc hộp chẳng hạn, như thế kích chuột phải, bấm chữ y chấm xác hộp 20 nhân 20 6 mét ha. Rồi phiếu chứng từ phiếu nhập nhá, 1248, ví dụ thế. Ngày nhập là ngày 7 tháng 3, ví dụ như vậy. Đơn vị tính là cây. Rồi số lượng 50 cây. Tương tự vì cái cũng nhập như thế nhưng mà cái phiếu nó khác, các bạn có thể chọn nó lên D xuống cho nó nhanh. Excel mà rất là đơn giản. Rồi xong, số lượng là 45 cây, ví dụ vậy. Tương tự mình làm thêm một cái nữa, y chấm, nhưng mà sắc hộp là cái loại nhỏ hơn 6 mấy, chọn là nhỏ 6 mấy. Số chứng từ phiếu nhập 1 2 5 10, ví dụ thế. Ngày nhập là ngày 8 tháng 3, đơn vị tính là kg, ví dụ thế. Nhập theo cái ký này là 245 40 ký. Xong, như vậy chúng ta đã làm báo cáo vật tư cái phần nhập xong, ví dụ như thế nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tổng hợp nhập vật tư. Bởi vì này chúng ta cần là cần bao nhiêu áo dài tay tổng cộng, rồi sách như thế này. Cái đây là chúng ta báo cáo, được chưa? Chúng ta làm cái báo cáo thôi, nhưng mà đến lúc chúng ta tổng hợp chúng ta không cần làm dài thế này, được chưa? Số từ 1 2 kéo xuống, được chưa? Rồi ok, bây giờ
Sau khi bạn nhập xong, bạn hãy bấm vào nút tổng hợp nhập vật tư. Nó sẽ nói mời bạn nhập theo mức độ chi tiết. Có nghĩa là gì? Ví dụ như bạn muốn mức độ chi tiết là bao gồm mà không cần phiếu, không cần theo phiếu, không cần theo số chứng từ, không cần theo ngày tháng, mà chỉ cần là theo mã và theo áo thôi, thì bạn chỉ cần hai cái này, được chưa? Đó, mã này, đơn vị tính, bấm OK. Xong, bạn thấy chưa? Áo dài tay nó tự cộng dồn lại. Và cái mã cái này nó khác, cho nên hai cái này là hai cái khác nhau. Do đó cho nên nó cộng hai này lại, được chưa? Rồi. Tương tự như vậy, bạn làm xuất vật tư cũng như thế này luôn. Giả sử mình copy cái này qua, mình share, đưa qua đây. Về. Nhưng số lượng xuất là nhỏ hơn, ví dụ như thế, mấy xuất 150 thôi. Cái này, ví dụ đó, cái này 180. Ha. Cái này 45. À, cái này 30. À, cái này là 200. Ví dụ thế. Bạn hãy kích vào nút tổng hợp xuất vật tư, kích vào đây. Bấm OK. Như vậy nó cũng tổng hợp cho bạn được. Như này, rồi. Sau đó chúng ta sẽ có cái chức năng là xem thử là xuất nhập trang tháng bao nhiêu và tồn bao nhiêu, thì bạn kích vào đây, bạn chọn tổng hợp tồn vật tư. OK, và nó nói là với mã vật tư như thế này, áo như thế này, thì nhập trong kỳ là chừng đây và xuất trong kỳ là như thế, đúng chưa? Rồi, nếu như cái tháng đầu tiên bạn làm thì có nghĩa rằng cái này bạn sẽ nhập tay và cái này bạn thực hiện phép cộng trừ, được chưa? Lấy đầu kỳ cộng nhập trừ xuất trong kỳ là cái ra tổng cuối kỳ, đúng chưa? Rồi, OK. Thì đó là cái cách mà bạn làm báo cáo vật tư, thì công ty nào cũng thế thôi, thường là như thế, được chưa? Thì cái phần mềm Yanmat này nó giúp bạn làm điều đó nó nhanh hơn, bạn khỏi phải sử dụng công thức cộng trừ nhân chia và các hàm lung tung, thì nó sẽ hỗ trợ bạn tốc độ tăng lên. Tiếp tục, bây giờ vấn đề nằm ở chỗ là giả sử như tháng này là những tháng tiếp theo, thì có nghĩa là tồn đầu kỳ của tháng 3 sẽ là tồn cuối kỳ của tháng 2, đúng không? Thì làm sao chúng ta có thể lấy được cái tồn đầu kỳ đó từ tháng 2, tồn cuối kỳ của tháng 2 đẩy qua thành tồn đầu kỳ của tháng 3? OK các bạn, cái đó phần mềm Yanmat có chức năng đó, bằng cách bạn kích vào đây, bạn lấy tồn đầu kỳ, được chưa? Tuy nhiên hiện giờ mình chưa có cái tồn đầu kỳ, cho nên mình chưa thể làm gì đó, được chưa này? Rồi tạm thời mình lưu này là, rồi bạn hiểu ý không này? Rồi tiếp tục, mình làm quay lại phần nhập vật tư để mình làm tiếp. Ví dụ như mình kích vào đây, mình tìm sắc y, mình tìm đến thép hình, thép chữ V, thì mình không thấy trong cái thư viện này không có thép chữ V, chỉ có thép hình chữ U, thép hình chữ Y, thép hình chữ C mà không có thép hình chữ V. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm báo cáo? Đó chính là cái mục thứ tư mà chương trình sẽ đưa ra, đó là cập nhật mã vật tư. Ví dụ như vậy, bởi vì thực ra cái thư viện này á thì Yanmat cũng có tương đối đầy đủ rồi, tuy nhiên có một số công trình hoặc là những vật tư mới, hoặc là công trình đó có đặc thù rồi đó, mà những loại vật tư mà trong Yanmat không có, thì các bạn sẽ thực hiện các cập nhật tư, đúng chưa? Cập nhật vật tư. Bây giờ tạm thời mình lưu cái này lại. Rồi, xong. Mình sẽ giới thiệu các bạn thứ hai, đó là cập nhật hệ thống mã vật tư cho kho công trình khi chương trình Yanmat không có, được chưa? Chương Yanmat không có. Bây giờ các bạn làm như sau. Đóng này lại. Rồi, xong, các bạn khởi động Yanmat lên. Các bạn đã có được một file này, và cái file này các bạn hãy gửi cho sếp đi, được chưa? Gửi cái file này cho sếp và sếp đọc, sếp xem, ví dụ như vậy. Tiếp, bạn hãy kích vào đây để các bạn chọn cái chức năng thứ hai của chương trình, đó là điều chỉnh hệ thống mã vật tư. Kích vào đây. Rồi. Sau đó, chúng ta sẽ lưu tạo một cái file mới, tức là cái file này là mã vật tư của công ty mình. Kích vào desktop, ví dụ thế. Rồi. Xong. Chương trình Yanmat đã hỗ trợ khá là đầy đủ. Tuy nhiên, có thể sẽ có thêm vài cái vật tư mà một số công trình nó đặc thù, hoặc một số công trình mà một số công trình mà người ta có những vật tư mà trong chương trình này không có. Ví dụ, mình sẽ di chuyển đến cái mã tiếp theo, đó là loại phân nhóm vật liệu xây dựng ha. Rồi ví dụ này, mình insert thêm một dòng. Nhớ các bạn insert nha. Rồi cũng là thép hình, nhưng mà thép hình chữ V. Ví dụ như vậy.
xong. Bạn xong rồi, bạn chỉ cần bấm vào nút cập nhật vật tư, thế là xong. Và trong thư viện này, bạn thấy chưa, hệ thống mã sẽ được đặt tự động, các bạn không cần can thiệp vào hệ thống mã này, mã này sẽ được đặt tự động, bạn yên tâm thôi nha. Và quy định của chương trình, chữ A là dành cho cái nhóm vật tư là bảo hộ lao động, chữ B là dành cho nhóm vật tư xe tải, xe ben, C là vật tư cho cơ giới, D là vật tư thiết bị, A là vật tư cho máy móc, F là vật tư điện, G vật tư nước, H vật tư dầu mỡ, Y là vật liệu xây dựng. Đó, khá là đầy đủ. Thì các bạn không cần thay đổi những cái này, cái này chương trình nó đặt ra rồi, được chưa? Nó tự động hết, các bạn không có cần thay đổi những cái này. Thì các bạn thấy chưa? Mình đã cập nhật vào đây. Đó, cập nhật vào đây. Thế phần chữ V, bạn thấy chưa? Đó, rồi ok, xong, lưu cái này lại. Rồi, như vậy chúng ta đã có được một cái hệ thống mã vật tư cho công ty, gồm có file báo cáo hồi nãy và mã vật tư. Chúng ta quay trở lại với cái phần báo cáo vật tư, được chưa? Các bạn không mở file này lên, các bạn mở file này lên các bạn chỉ xem được chứ các bạn không sử dụng được, mà không có những chức năng để sử dụng, mà kích chuột phải nó không có ra đâu, được chưa? Không sao, các bạn hãy bật chương trình nhân mắt lên trước ha, bật chương trình nhân mắt lên trước, sau đó bạn chỉ tìm những mục báo cáo vật tư hàng tháng. Rồi trong menu dân báo cáo vật tư nó có cái nút open, bạn hãy chọn nút open ha, bạn tìm đến laptop, bạn mở lại cái file báo cáo vật tư này. Rồi ok, bây giờ các bạn sử dụng được. Bạn hãy quay trở lại xác nhập vật tư chưa, bây giờ bạn kích chuột phải, bạn nhập y, bấm thì cái thép v vẫn chưa có, bạn thấy chưa? Không sao, cancel. Bạn hãy kích vào nút cập nhật vật tư, kích vào đây để cập nhật chưa, bạn hãy chọn file mã vật tư để cập nhật. Ok, đây mã vật tư hồi nãy đã làm xong, được chưa? Rồi ok, rồi các bạn xem, quay trở lại cái này, kích chuột phải y chấm và bạn đã thấy có thép v, được chưa? Ví dụ như vậy, thép v ngày nhập là ngày 9 tháng 3, ví dụ như vậy. Đơn vị tính là máy hay là cây, ví dụ thế, đúng không? Cây. Rồi số lượng 55 cây, bấm enter. Phiếu nhập, được chưa? Phiếu nhập 1251, bấm enter. Xong, như vậy đã có được. Sau đó các bạn hãy kích vào nút tổng hợp lại, tổng hợp nhập lưu lại. Rồi đây cái V đã vào, được chưa? Vì xuất vật tư mình không có thay đổi, cho nên mình không cần phải tổng hợp xuất vật tư. Bạn hãy kích vào nút tồn vật tư ở đây, bạn kích vào tổng hợp tồn. Ok, như vậy đã thêm thép hình vào, và thép hình chỉ có ở mục nhập, không có ở mục xuất, được chưa? Rồi ok, lưu lại. Như vậy cái phần mà thực hiện việc báo cáo vật tư các bạn đã xong. Chúng ta qua phần tiếp theo, đó là cái khả năng của chương trình nằm ở mục tiếp theo, đó là tổng hợp tồn vật tư. Bởi vì hệ thống vật tư của công ty thì đã được liệt kê ra rồi, thì sếp cần xem là cái kho công trình hoặc là kho tổng kho của công ty, được chưa? Nó còn đó, nó còn những cái vật tư gì, số lượng bao nhiêu, được chưa? Vật tư gì, số lượng bao nhiêu ở trong từng tháng hoặc là từng thời điểm, ví dụ thế. Không sao, có chương trình các bạn làm rất là nhanh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đặc tính thứ ba, tổng hợp tồn vật tư kho cuối tháng hoặc cuối kỳ hoặc là cuối ngày. Các bạn làm như sau. Bài kết luận định dân mát. Sau đó các bạn tìm đến một tổng các tồn vật tư của kho. Ok. Sau đó bạn hãy kích vào mục new để bạn tạo một cái file xuất tồn. Tạo desktop, ví dụ. Rồi. Ví dụ công trình mà đang thi công. Công trình đang thi công là công trình vào tháng 2, ví dụ như vậy. Có nghĩa là bắt đầu làm công trình là tháng 2, đúng không? Rồi, chọn tháng 2. Được chưa? Rồi. Ok. Thì có nghĩa là cái qua xích tổng vật tư đây, mình dùng này, mình hiểu ý nghĩa nha. Thì có nghĩa là khi bạn làm với cái điều này, được chưa này, thì cái tháng đầu tiên sẽ, đây nó sẽ chương trình sẽ có 12 xích, được chưa, tương ứng cho 12 tháng trong một năm làm việc. Đó, ví dụ như vậy. Giả sử tháng 7 hay là tháng 2 là tháng đầu tiên, thì bạn làm báo cáo kho thì tất nhiên là tồn đầu tháng 7,
tuần nào tháng 7 là bạn phải kiểm kê chứ, phải nhập thủ công đúng không? Ví dụ đây, ở đây mình làm tháng 7 luôn, ví dụ như này, tháng 7, thôi mình cho tháng 2 để xin cập nhật qua kia cũng được ha, tháng 2, mình sửa tháng 2. Rồi, tháng đầu tiên. Lúc đó có nghĩa là tuần tháng 2 này, được chưa? Tháng 2 đây, kéo lên nha các bạn. Đó. Rồi, tháng 2. Thì đây là hệ thống mã vật tư đầy đủ của công ty. Nếu các bạn dư thiếu các bạn thì xóa bớt đi. Đúng chưa? Xóa bớt đi. Nhưng mà không sao, các bạn cứ để nó cũng được, không quan trọng đâu. Được chưa nào? Tôi xóa bớt đi hoặc để bớt để đó. Ok, như mình đã nói hồi nãy, cái mặc định của chương trình nó thiếu thêm V. Bây giờ bạn thấy thiếu thêm V này. Y đúng không? Đây, cái phần thiếu thêm V này. Được chưa? Mà công ty mình tháng 2 là có thêm V rồi. Dạ. Cái bởi vì cái vật tư có thể thay đổi theo từng tháng các bạn. Ví dụ tháng này là cái kho của mình chưa nhập về thép V, nhưng tháng sau nhập về thép V, ví dụ như vậy. Thế chứ nè, thì lúc đó mình sẽ bấm vào nút cập nhật vật tư. Rồi mình tìm mã vật tư. Ok, thép V đã được đưa vào đây, bạn hiểu không nè? Rồi, và vì công trình mình bắt đầu là tháng 2, cho nên đầu tháng 2 là cái số lượng phải nhập tay. Ví dụ đầu tháng 2 công trình mình nhận được là 1.000 cái áo giờ đây ha. Rồi, ví dụ như vậy đúng chưa, 500 cái áo cánh tay ha. Thôi mình bỏ nó đi, chắc y số lượng đó, đầu 2 500. Rồi tiếp tục tiếp tục này. Đây, hãy kích vào Y, ví dụ vật liệu xây dựng đúng không? Y nè. Rồi, ví dụ sắt V, sắt UC gì đó, ví dụ như sắt hộp đúng không nè. Rồi, thép hộp hồi nãy cái này. Được chưa? Đầu tháng 2 là bao nhiêu cây? Chưa? Ví dụ như là 250 cây. Công trình mình là cho nó 600 cây đi. Cái này là 350 kg. Được chưa? 50 kg. Rồi. Ok. Rồi. Lúc đó, được chưa này? Lúc đó nè, chúng ta sẽ làm nè. tương tự sắt sắt V này mình cho nó là khoảng cỡ là nhập về năm đầu tháng là chúng ta có 500 cây đi ha, 500 cây xong rồi. Như vậy tháng đầu tiên sẽ được được đúng nè, tháng đầu tiên là ok đó, ví dụ như vậy được chưa này. Rồi tiếp chúng ta sẽ cập nhật báo cáo, cập nhật báo cáo để đưa vào đây, cập nhật báo cáo. À xin lỗi, báo cáo tháng 3 nhé, sorry các bạn. Ha, sorry, tháng 3 nhé, chúng ta đang vào tháng 2 mà. Rồi. À, như vậy thì cuối tháng 2, tháng 3, nãy mình làm tháng 3 ta. Thôi được rồi, không sao, cập nhật. Ví dụ bạn đang làm tháng 2 chẳng hạn như thế, thì bạn hãy kích vào nút cập nhật. Cập nhật này. Rồi nó sẽ lấy vào. Xong, được chưa? Rồi, bạn chỉ cần tổng kết, bấm vào tổng kết. Rồi, được chưa? Rồi. Nó thực hiện phép mà. Được chưa này? Đó, đầu tháng 2 mình sẽ nhập tài. Ví dụ đó. Được chưa? Rồi, thì có thể bạn có thể dùng thức Excel này cũng được. Lấy cái này bằng cái này cộng này trừ cái này thôi, gì đâu. Hiểu không? Đó, đặt cuối tháng. Được chưa nào? Tí nữa bằng qua tháng 3 mình tổng kết. Ví dụ qua tháng 3 này nè. Thì bạn hãy kích cập nhật báo cáo tháng 3. Ở tháng 3, được chưa? Cho nó bằng tổng kết. Thì đầu tháng 3 sẽ lấy cuối tháng 2. Thấy chưa? Đầu tháng 3 sẽ lấy cuối tháng 2. Và nó lấy cái này, cộng cái này, trừ cái này ra cái đây. Được chưa? Mình nhìn vào đây người ta sẽ biết được. À, tháng 3 này, được chưa? Như thế nào? Ok. Đó, người ta chỉ cần search một cái hoặc là filter một cái thôi là biết ngay. Biết ngay là tháng này còn bao nhiêu vật tư, ví dụ như vậy. Ok, tương tự mà thấy chưa? Đó là cái chúng ta toàn. Đó, tiếp tục
chỗ này nè, tháng này nó thiếu nè, thiếu mà vật tư mà thấy không, thiếu mã này, thiếu thép V đúng không, đi đo thép V đó, và hãy kích vào nút cập nhật vật tư cho tháng này, ví dụ như vậy. Bởi vì cái việc vật tư là có thể tháng nó sẽ thay đổi nha. Rồi bạn chỉ cần nít tổng kết vật tư lại, bây giờ nó sẽ tìm thép V. Đó, thích về lấy qua, thấy chưa? Đó, đầu tháng chừng này nhập nhưng mà xuất thì không có, cho nên nó cộng lại cuối tháng còn chừng này, còn hiểu này. Đó, ví dụ như vậy là mình đã ra được cái cách thức mà báo cáo xuất nhập hàng tháng và tổng kết vật tư hàng tháng. Và có thể cuối ngày bạn làm bạn chỉ cần bấm một cái thôi, cập nhật tổng kết, thế là coi như là sếp sao bấm enter một cái thôi là sếp coi như có thể gửi mail cho sếp hoặc bỏ Google Drive là sếp biết ngay, chưa? Thì đó là cách thức chúng ta làm với dân mát. Thì qua video vừa rồi thì phần nào hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình dân mát trong quản lý công trình. Xin chúc các bạn làm việc vui vẻ và hiệu quả trong công việc. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo cho những chương trình tiếp theo, hoặc là gặp các bạn ở các chương trình đào tạo của dân tại các đơn vị kho công trình hoặc là các công ty.